Khi nghe cụ nói, Quyết mới vỡ lẽ vì sao mấy người sau khi rơi vào trận con nhai xế, lúc chạy vào cánh rừng còn gặp thêm trận yểm của con Thao Thiết. Thì ra đó là trận yểm của một phương vị khác trong phép Cửu Long Chầu Dương. Cụ Phạm nói, việc binh biến hôm nay con đã chứng kiến hết cả rồi, con thấy sao? Quyết đáp, máu chảy thành sông, người chết nhiều vô số, thưa cụ. Cụ Phạm nói, những việc như vậy không phải là lần đầu tiên Hàng Long giáo dấy lên, chỉ là lần này tình thế của ta thực sự nguy ngập. Trấn Quốc Hội ngày nay nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, năm bè bảy phái, không sao có thể thống nhất được. Sự việc trước sau cũng bắt nguồn từ việc ta tại vị quá lâu mà ra. Nhân gian thực nực cười, miệng chúc nhau sống lâu trăm tuổi, đến khi ta sống được chừng ấy năm lại sinh ra lòng nghi kỵ lẫn nhau. Quyết còn, ta bị tù hãm tại nơi đây, mỗi ngày đều nghĩ tới việc làm sao góp chút sức mọn cho nước non, nào có ham muốn gì về việc làm đại lạc vua chứ. Có điều tự bấy lâu, nếu không phải giang sơn gặp nạn binh đao thì lại gặp cái họa chia rẽ trong nhà. Những người có tài lại không đủ đức, những người có đức thì không đủ tài. Tấm lòng báo quốc của ta e rằng người đời không biết đến. Trên khuôn mặt già nua của cụ Phạm lộ ra vẻ thê lương, cụ lại nói tiếp, việc hôm nay ắt sẽ không dừng lại tại đây. Với tài trí của Trương Quốc Kỳ, ta e rằng sớm hoặc muộn nơi này cũng bị lộ mà thôi. Quyết cả kinh nói, vậy phải làm như thế nào thưa cụ? Hay để cháu báo về cho cụ Tà Ao và Nguyễn Trác, họ sẽ đến đây hộ vệ cho cụ. Đột nhiên ma nữ gầm gừ rất dữ dội. Quyết giật mình nhìn ma nữ, thấy nó đang hướng về phía sau lưng mình mà nhen nanh dừng vuốt. Đột nhiên nghe tiếng Ngọc nói lớn, không được. Quyết quay lại, Ngọc đang tiến tới gần hai người từ khi nào. Quyết hỏi Ngọc, không được gì cơ? Cụ Phạm cười ha hả một tràng dài. Một lúc sau tiếng cười mới tắt hẳn. Cụ Phạm hỏi lại Ngọc, tại sao không được? Ngọc đáp, khi còn ở nhà họ Trừ, cháu đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi tại sao Nguyễn Trác lại mang tên ăn mày này theo. Việc này rất khó hiểu, bởi hắn dường như chẳng biết chút pháp thuật nào, dẫn theo chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa, việc dỡ yểm hôm ấy làm bí mật, lại mang theo quá ít người. Nói về phòng thân với những người ấy thì còn có thể, chứ để mắt đến một người khác nữa thì e rằng mọi việc không hề dễ dàng. Cụ Phạm hỏi, nói như vậy Nguyễn Trác là người không đáng tin. Ngọc đáp, cháu không thấy tin tưởng con người này. Cụ Phạm hỏi, chẳng phải Trừ Cao Sơn cũng dẫn Quyết theo lần này đó ư? Hắn có đáng tin chăng? Ngọc đáp, cháu không nghĩ vậy. Trừ Cao Sơn đem thân mình ra cứu hắn. Hơn nữa, lúc hắn vào cung thế tử, cả nhà hắn vốn không còn ai. Giả như có kẻ địch tập kích thì thật khó lường, để Quyết ở lại còn nguy hiểm hơn là đi theo hắn. Dù sao trốn thiên binh vạn mã như vậy, chí ít Quyết cũng sẽ toàn mạng hơn. Cụ Phạm nói, hồ nữ, hồ nữ, người suy nghĩ sắc sảo, thấu đáo như vậy, dù có hơi chậm một chút, nhưng thực xứng mặt con dâu họ Phạm nhà ta. Đáng lắm, đáng lắm. Ta lại hỏi người, thế tại sao hắn không gửi Quyết đi theo Trừ Cao Thủy? Ngọc vừa nghe tiếng hai chữ con dâu, lập tức đỏ ửng hồng, trả lời ngập ngừng, Cái này cháu cũng chưa nghĩ tới. Cụ Phạm đáp, cái này là ý của ta. Quyết hỏi lại, là ý của cụ ư? Cháu tưởng rằng... Hắn định nói cháu tưởng rằng Trừ Cao Sơn có ý tranh đoạt ngôi vị với cụ, nhưng tự nhiên lại nghĩ lại, thấy không nên nói thì hơn. Cụ Phạm sống gần 500 năm, làm gì không biết hắn định nói gì. Cụ nói, Trừ Cao Sơn là kẻ vùng vẫy ngang dọc, nhưng vẫn một mực trung thành. Gã chính là cánh tay đắc lực của ta đó. Có điều lạc vu trong hội lại nhân chuyện tiếm quyền của nhà họ Trịnh mà chia làm hai phe. Lũ ngu ngốc đó không hiểu rằng lấy dân làm gốc mới là căn nguyên của Thái Bình. Ta nhìn thấy thảm cảnh năm xưa, khi người trong hội kết thành bè đảng mà cắn xé lẫn nhau, nhất thời phải nghĩ ra hạ sách dùng Trừ Cao Sơn làm người đứng đầu phe ủng hộ nhà họ Trịnh, còn tự mình làm phe chủ trung thành với họ Lê. Cụ Phạm nói tiếp, Trấn Quốc Hội bây giờ lòng người ly tán, thực khó mà biết được tâm ý người khác như thế nào. Trừ Cao Sơn chính là một tay ta dịu dắt, rồi cũng chính ta sai hắn giả vờ chống đối mình để che mắt mọi người. Mấy chục năm trời, Nguyễn Trác mới lò cái đuôi cáo. Ta biết gã đưa thằng nhỏ này tới tử địa, mới phải đem hình nhân
đi theo để hộ vệ cho hắn. Sau lại phải dẫn các người đến phương vị có con thảo thiết, chính là chỉ cho các người thấy được trận yểm lớn. Tên Tà Ao vốn là một con mọt sách, nhưng không cơ trí bằng Nguyễn Trác. Ta liệu rằng gã không đoán được trận yểm lớn, nhưng Nguyễn Trác thì khác. Gã tuy pháp thuật không xuất sắc, nhưng thông minh hơn người, làm gì không đoán được ra chứ. Thêm nữa, việc hắn vội vàng đánh thuốc mê con nhỏ này thì ta lại càng nghi ngờ. Con nhỏ này lanh lẹ, lại có võ công không vừa, nếu mang theo ít nhất cũng thêm phần chắc thắng. Vậy mà Nguyễn Trác lại chỉ đem theo mấy tên thủ hạ. Đám này tuy phần lớn là con cháu nhà danh gia, nhưng thực tế khả năng lại rất kém cỏi. Điểm này rất đáng nghi ngờ. Ta sợ gã lại hại thằng nhỏ này, lập tức phái Trừ Cao Sơn tới đón nó về. Quyết lại hỏi, vậy việc bên cung các vị có phải do Nguyễn Trác làm không ạ? Cụ Phạm đáp, việc hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Cách đây mấy chục năm, Chúa Trịnh cho phép người Tàu ngụ tại kinh thành. Ngày đó ta đã can ngăn, nhưng ngài không có nghe. Trước đây người Tàu không phải không có, nhưng những người này bị giám sát rất kỹ lưỡng. Việc lấy vợ người Việt ta cũng rất khắt khe, để tránh gian tế trà trộn vào. Kể từ khi Chúa Trịnh cho phép họ được định cư tại kinh thành, Hàng Long giáo lập tức cài cắm rất nhiều phù thủy giả làm thương nhân trà trộn vào trong kinh thành. Một số tìm cách đút đót chạy trọt để mua lấy chức quan cao, tạo quyền hành lớn, chờ khi có biến. Một số khác lại giả làm dân thường, nhưng ngày ngày hô ma gọi quỷ, quấy nhiễu dân chúng. Từ khi có chính sách này, trấn quốc hội chúng ta càng thêm vất vả trừ ma diệt quỷ. Bởi hô lên thì dễ, mà diệt thì mới khó, thực rất gian khổ. Cao Tiến vốn là một trong những số bọn chúng. Tên này vốn là con nhà danh gia, tổ tiên gã là Cao Biển. Người này từng sang đô hộ nước ta, sau đó thực hiện trấn yểm thành Đại La. Gã được gửi sang nước ta bằng cách giả là một thương nhân người Tàu. Ở chốn Đông Kinh này, lâu năm gã đã thuộc lòng đường đi lối lại. Chẳng những vậy, nhờ vào tài nuôi chiến kê mà gã được Hoàng Đình bảo, vốn là người rất mê trọi gà, phong quan tiến chức. Gã là một trong số những tay chân thân tín của Hoàng Đình bảo, cùng với Nguyễn Hữu Trịnh, giống như tay trái và tay phải của bảo vậy. Vậy nên sự biến đần này, mặc dù tài phép của Cao Tiến không phải là siêu sao, nhưng chính hắn là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất. Việc các vong hồn tụ tập tại cung các phi chính là do Cao Tiến gây ra. Vốn dĩ chúng ta đang đứng ở dưới một cây đa lớn. Cây đa này chính là vật tân nương mà mấy trăm năm nay để gắng gượng sống sót. Khi xưa rất nhiều vong hồn vất vưởng không nơi dùng thân, ta bèn dùng cây đa này làm nơi trú ngụ cho những vong hồn đó. Mỗi vong ở trên một lá, tích tụ bao nhiêu năm, số vong hồn này có thể đến mấy vạn. Cách đây ít lâu, ta sai Nguyễn Trác tìm đủ 7 bộ quan tài bị sét đánh để thực hiện phép thất quan chấn địa, y muốn giấu đi nơi cư ngụ của mình. Nào ngờ tên giặc Nguyễn Trác lại sai một thằng quỷ con chặt đi đôi tay thi thể thứ 7, ý chừng muốn dây dưa để Trương Quốc Kỳ có thời gian tìm kiếm. Quyết thốt lên, hắn tên là Đàn. Cụ Phạm nói, đúng rồi, hiển nhiên thằng quỷ con này sau khi sự không thành đã bị thủ tiêu. Quyết nhất thời thấy thương xót cho Đàn, mặc dù tính gã nửa chính nửa tà, nhưng dù sao cũng đã từng cứu mạng hai người Ngọc và Quyết. Cụ Phạm lại nói, lại nói về chuyện cây đa ta chú thần, thực không ngờ Trương Quốc Kỳ lại có pháp thuật cao thâm tới như vậy. Ta chỉ xuất ra lôi công một lần, mà hắn có thể dựa vào cảm ứng dò lần ra vị trí của nơi này. Ngọc hỏi, sao cụ lại mạo hiểm xuất ra pháp công này? Cụ Phạm đáp, các người đâu có biết được, bây giờ Trung Quốc Kỳ cũng có mặt trong phủ của Nguyễn Trác, có ý muốn ra tay trừ khử Trừ Cao Sơn. Ta thấy gấp gáp quá, đành phải ra tay trước thì uy với Kỳ. Đó là ám hiệu của ta đối với Trừ Cao Sơn, dặn y phải đề phòng có biến. Tưởng rằng chỉ một lần xuất chiêu thì không có hề gì, ai ngờ Trung Quốc Kỳ có thể lần ra được. Trương Quốc Kỳ biết chỗ của ta rồi. Chỉ hiềm là Thường Chi cũng ở ngay trong phủ Liêu, được năm anh em họ Trừ giám sát rất chặt chẽ, lại có trận yểm hỗ trợ. Nếu không có biến lớn thì khi nào mà Hàng Long giáo có thể lọt được vào trong? Bọn chúng từ lâu đã khống chế Vương Tử Khải, ý muốn nắm lấy nhà họ Trịnh, mở biên giới hàng phục nhà Thanh bên Tàu. Nhân vào dịp này, chúng tiến hành binh biến, kiểm soát luôn phủ Liêu. Cái đó chính là nhất tiễn hạ song điều. Ta áng chừng chẳng bao lâu thì chúng sẽ tìm ra nơi đây. Cụ Phạm vừa dứt lời thì bỗng từ phía cánh cửa lớn nơi Quyết và Ngọc vừa vào phát ra tiếng thình thịch rất lớn. Cụ Phạm cười nói,
Đã đến rồi đấy. Quyết và Ngọc cả kinh. Vậy chúng ta phải làm sao? Cụ Phạm cười một tràng dài, tiếng cười cực kỳ thê lương. Lát sau cụ mới nói, gần 500 năm, gần 500 năm ta nếm mật nằm gai, ngày ngày sống trong đêm tối, từng giờ từng phút chịu đau đớn khổ sở vô vàn, cuối cùng cũng không phá được lời nguyền của Đào Lạp. Nói tới đây, cụ Phạm lại thét lớn một tiếng, trong tiếng thét tràn chứa phần bi phẫn. Một hồi lâu sau, cụ nói, Quyết con, hôm nay ta ắt phải rơi vào tay địch rồi. Quyết đáp, vậy chúng ta cùng ở đây đánh một trận với hắn, có chết cũng hà dạ. Cụ Phạm đáp, thằng quỷ con, nói như ta sợ chết lắm vậy. Người nên nhớ, ta là người mong được chết nhất trên thế gian này đấy. Ngọc thầm nghĩ, cái khổ muốn chết mà không được chết quả là cái khổ cùng cực. Quyết nói, vậy thì tốt rồi, cháu sẽ ở đây với cụ. Tiếng thình thịch lúc này lại vang lên, lần này to hơn một chút, lại thêm tiếng đổ vỡ, dường như cửa lớn bị phá dần dần, không biết có thể chịu được bao lâu nữa. Cụ Phạm vẫn điềm nhiên nói, có chết cũng được, nhưng phải chết sao cho đáng. Có việc này ta phải nhờ tới con đây. Ta hỏi con, trong người của con có một xoáy vòng có đúng không? Ma nữ đứng bên cạnh cụ Phạm nãy giờ nói thay cụ, giọng đã lạc cả đi, nghe như lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào, dường như người thông dịch này đang xúc động vô cùng, chực muốn khóc. Quyết đáp, dạ phải. Cụ Phạm nói, vậy hãy cho ta nhờ mấy hôm. Quyết nghe cụ nói vậy, chưa hiểu ở nhờ là như thế nào, nhất thời chỉ đáp vâng. Chợt thấy ma nữ ôm lấy thân thể quái dị cụ Phạm mà khóc. Tiếng khóc nỉ non trong không gian khép kín này cứ vang vọng không dứt, nghe ma quái mà não nùng. Quyết và Ngọc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không tránh khỏi niềm xúc động. Ma nữ nói trong nước mắt, cụ ơi, con theo hầu cụ bấy lâu nay, đâu nỡ để cụ ra đi như vậy. Nếu tên giặc kia có vào đây thì cụ con ta cùng lừa mình một phen cũng chưa hẳn mất hết hy vọng mà. Bất chợt có một âm thanh vang lên. Âm thanh này méo mó, thật khó mà có thể nghe rõ được. Lại thấy thân thể cụ Phạm run lên bần bật, yết hầu dao động. Mai con ở bên ta lâu như vậy, cũng phải có lúc chia lìa mà thôi. Con đừng có đau lòng quá. Việc siêu thoát cho con, ta đã lo cặn kẽ đâu vào đấy rồi. Vào kiếp vong hồn lâu như vậy, chẳng phải là cực hình với con sao? Ta giữ lại con quá lâu cũng là cái tội của ta. Thì ra đây là tiếng nói thật của cụ Phạm, không nhờ đến ma nữ tên Mai truyền đạt lại. Mỗi một câu chữ nói ra đều khiến cho cụ đau đớn vô cùng. Chẳng những nước dãi từ miệng mà máu từ hậu môn cũng rỉ ra không dứt. Nguyên là mặc dù thân thể cụ Phạm và cây đa này đã hợp nhất, nhưng cây vốn tĩnh mà người vốn động, chỉ cần cụ Phạm cử động thì đã rời xa chữ hợp nhất một chút. Người luyện phép hợp nhất này tất nhiên đau đớn vô cùng. Cả Quyết và Ngọc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều thầm nghĩ, con người này đúng là sống không bằng chết, chịu đựng thảm cảnh này đến mấy trăm năm, quả nhiên là ý chí sắt đá. Đang nghĩ như vậy, chợt Quyết thấy cụ Phạm đưa cánh tay khẳng khiu lên cổ họng, nắm lấy yết hầu rất mạnh. Máu từ cổ họng cụ Phạm tuôn ra xối xả, lại nghe thấy tiếng rên khẽ rồi tắt hẳn. Cụ đã từ trần. Quyết trông thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi than thầm, con người này đến khi chết vẫn chọn một cách thức đau đớn. Quyết đâu có biết ẩn tình bên trong. Cụ Phạm vốn đi theo một con đường luyện pháp cực kỳ nghiệt ngã, gọi là thống khổ tu pháp. Cách luyện pháp thuật này lấy đau đớn thể xác và tâm hồn làm căn cơ để luyện. Mỗi con người phải chịu đựng đau khổ hay sợ hãi thì cơ thể phải tự điều chỉnh để thích nghi, phát sinh khả năng thích ứng nhất định. Giống như võ sĩ trong trận chiến thường không có biết đau đớn, liều mình mong giành lấy sự sống. Mỗi lần như vậy, cơ thể đạt đến một cảnh giới mới, nhưng ở trận chiến sau, sức chịu đựng lại tăng thêm một chút. Những người luyện theo con đường thống khổ tu pháp phải tự chịu đựng những đau đớn khổ sở cả về thể xác lẫn tâm hồn. Có người tự cắt da thịt, có người tự giam mình trong ngục tối, có người đêm đêm ra ngoài nghĩa địa để khống chế nỗi sợ hãi, lại có người ăn đất nằm xương để cơ thể tự thích nghi. Dần dần thì năng lực của bản thân tăng tiến, chai lì với đau khổ. Nếu không có phương pháp tu luyện này thì e rằng con người bị chôn vùi mấy trăm năm như cụ Phạm đã sớm hóa điên từ lâu rồi.
Năm xưa, cụ Phạm phải bỏ đến 10 năm tu luyện thống khổ mới dám thực hiện trường sinh tu pháp. Đột nhiên, nghe rầm một tiếng, cửa vào đã được khai thông. Từ trong đường hầm, có mấy bóng người vèn vẹn lao vào trong. Đó chính là đám hộ binh được Trương Quốc Kỳ lùa vào. Đám hộ binh này càng lúc càng tràn vào nhiều. Hiển nhiên là Trương Quốc Kỳ đã biết chỗ ở của cụ Phạm nương mình. Khác với đám loạn binh hóa hổ, mấy con hổ này đều là những con to lớn, khỏe mạnh, dữ tợn vô cùng. Đám thú gầm gừ không dứt. Quyết và Ngọc vừa nghe thấy âm thanh này đã thấy đầu váng tai ù, như thể đang ở trong lòng một quả chuông lớn vừa ngân vang. Ma nữ đang đập đầu khóc than, thấy tình hình như vậy liền bật dậy. Nó vừa hướng mắt về phía bầy hổ, cây lớn lập tức động đậy, các rễ cây đột ngột đứt ra khỏi mặt đất. Một chiếc rễ không ngừng chuyển động như những con mãng xà. Cái động lớn lúc bấy giờ dọc ngang những rễ già, cả cây đa lớn chỉ còn thân cây cắm sâu xuống đất trụ vững, còn các rễ già đều lăm le tấn công đám hổ binh. Giữa bầy có một con hổ lớn, các vệt đen trên thân mình rất dày và rộng, giống như một con hổ đen được điểm khắc sọc vàng. Con này áng chừng là con đầu đàn, mỗi khi nó đến đâu đều có hai con theo hầu. Bầy hổ còn lại không con nào dám đứng trước mặt nó. Con hắc hổ ấy quật đuôi ra hiệu, một con hổ hộ vệ tức thì lao về phía thân cây. Lập tức một cái rễ già quật mạnh, nghe chát một tiếng. Cú quật này vừa nhanh vừa mạnh, chỉ với một đòn đã tạo thành một lỗ lớn trên thân con hổ hộ vệ, máu me lòng ruột tung tóe trên đất. Nào ngờ con hổ đen trong chớp mắt đã lao lên ngoạm lấy rễ cây. Cái rễ không chịu được sức nặng của con hổ chịu xuống. Con hổ hộ vệ thứ hai nhân lúc rễ già di chuyển chậm chạp liền lao lên cao, ngoạm chặt lấy cái rễ, rồi vận lực nghiến mạnh, cái rễ cắn đứt lìa rơi xuống đất. Đám hổ binh thấy vậy lập tức học theo, cứ chia mấy con một tập trung tiêu diệt từng rễ một. Chúng hành động rất có kỷ luật, như thể được huấn luyện kỹ càng từ rất lâu. Các rễ già của cây đa lớn cũng lập tức đề phòng, di chuyển vun vút trong không gian tránh né các cú vồ của con hổ. Trận hỗn chiến bắt đầu. Chợt Quyết thấy phía sau có một ánh sáng chói lòa, hắn quay lại nhìn thì thấy từ thi thể của cụ Phạm một quả cầu sáng bốc lên. Quả cầu này chậm chạp tiến dần về phía hắn, chẳng mấy chốc đã lơ lửng trên đầu, rồi dần ra áp xuống đỉnh đầu của hắn. Dù nó phát sáng rực rỡ, nhưng khi vừa chạm vào cơ thể của Quyết lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng vào trong ruột gan. Từ bụng Quyết một cơn đau dữ dội phát ra, cơn đau này giống như cơn đau mỗi khi xoáy vòng trong người hắn linh ứng bảo vệ cơ thể. Hai cảm giác vừa tê bút vừa đau đớn bỗng chốc quyện hòa với nhau. Khi thì hắn thấy lạnh thấu tâm can, khi thì lại cảm thấy đau đớn như đứt gan đứt ruột. Một vài khắc sau, Quyết chỉ còn nghe lạnh buốt trong người, cảm giác đau đớn đã biến mất. Trên đầu của hắn một làn khói mỏng bốc lên, dần dần tụ lại thành một bóng người mờ nhạt. Đó là một người đàn ông, tóc để rũ rượi, khi di chuyển còn đi cả nhắc giống như bị thọt. Quyết nhận ra cái bóng này chính là Nguyễn Danh Phương. Chỉ thấy nó là đạp xuống mặt đất, rồi dần dần di chuyển về phía vách động, cuối cùng đã tan biến. Chợt Quyết nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên dưới. Quyết con, ta đã trục xoáy vòng ra khỏi người con rồi, giờ ta ở tạm trong thân thể của con đó. Thì ra trong khoảnh khắc vừa rồi, vong hồn cụ Phạm đã nhập vào Quyết, lại dùng ma lực đẩy vong hồn của Nguyễn Danh Phương bấy lâu vẫn bị giam hãm trong cơ thể Quyết ra. Cụ Phạm bấy giờ thay thế Nguyễn Danh Phương ngủ trong viên cộng sinh dược. Chỉ khác là pháp lực cụ Phạm cao hơn Phương rất nhiều, nên có thể nói chuyện với Quyết. Cơn đau, lạnh vừa rồi làm cho Quyết phải chịu đựng là khi đột nhiên bị đẩy ra ngoài như vậy. Vong hồn Nguyễn Danh Phương theo bản năng tự nhiên đã chống chọi lại ma lực của cụ Phạm. Mặc dù là một xoáy vòng, nhưng Nguyễn Danh Phương làm sao chống lại được vong linh cụ Phạm Hữu Long có mấy trăm năm tu luyện pháp thuật. Kết cục là hồn Nguyễn Danh Phương bị đẩy ra ngoài. Vừa rồi cụ Phạm không muốn tiêu diệt vong hồn của Phương, chính là vì bấy lâu nay Nguyễn Danh Phương ở trong người Quyết cũng có mấy phiên hộ vệ cho hắn được toàn mạng. Nếu không thì cụ Phạm chỉ cần nhấc tay, Phương sẽ lập tức bị hồn siêu phách tán, chẳng còn cái cơ hội đầu thai nữa. Đẩy xoáy vong ra ngoài như vậy cũng chẳng khác gì mở cửa ngục cho Phương được tự do. Đó chẳng phải là chuyện ai cũng làm được. Ngẫm ra cũng thấy ma lực kỳ dị của cụ Phạm. Việc sử dụng pháp thuật vừa rồi diễn ra trong người Quyết vừa hiếm gặp, lại ẩn chứa nội tình. Tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng để nói rõ lại dài dòng như vậy. Quyết và Ngọc còn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa mới xảy ra
thì từ một cái hốc trên cây đại thụ, một sợi dây uốn éo động mình rồi ngoằn nghèo bỏ ra. Sợi dây bắt đầu trườn xuống đất như một con rắn. Nó mới trườn được một thước, hai người liền thấy ánh sáng ló ra từ chỗ nó vừa rời khỏi. Thì ra đằng sau sợi dây này là một khoảng trống. Quyết thầm nghĩ, lẽ nào thân cây này rộng? Con rắn càng trườn ra xa thì lỗ hổng càng lớn. Quyết đang nhìn chằm chằm vào cây hốc thì đột nhiên hắn bị đẩy về phía hốc đó. Từ phía sau, ma nữ đã thúc hắn một cái, ý muốn hắn chui vào trong cái hốc này. Ma nữ lúc ấy đang điều động các rễ già chống chọi với đám hổ binh. Cú đẩy vừa rồi khiến cho nó sao nhãng đôi chút. Lập tức mấy cây rễ già đã bị hổ binh ngoạm lấy. Ma nữ thấy nguy chỉ hét một tiếng, đi đi, rồi lại dồn hết toàn lực điều động đám rễ già. Quyết vẫn chưa hiểu ý của ma nữ, đang ngó quanh quẩn, chợt thấy trong bụng hắn cụ Phạm lên tiếng, thằng quỷ ngốc này, chui vào gốc cây đi. Quyết nghe thấy vậy liền lật đật ra hiệu cho Ngọc đi theo mình, rồi chui vào trong cái lỗ kia. Cái lỗ ấy bề rộng đủ cho một người cử động thoải mái, có điều người thứ hai cùng vào thì lại quá chật chội. Quyết nhất thời chưa biết làm như thế nào. Hắn nhìn xung quanh thì thấy trong lòng hốc ẩm ướt hết sức, lại nhúc nhúc sâu bọ, ghê tởm vô cùng. Mùi ẩm mốc sộc lên người đến ngạt thở. Ngọc ở bên ngoài thấy trong hốc có ánh sáng chứ không có tối tăm thì đã hiểu ngay, nói với Quyết, cái hốc hẳn là thông với bên trên. Quyết nghe thế thế liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay trên là bầu trời lấp lánh sao. Trong bụng hắn, cụ Phạm lại quát lên, tên ngốc này, khả năng ứng biến thua cả một con bé nhà dân thường, mau leo lên trên đi, để cho tình nhân của ngươi chui vào. Quyết không có thời gian xấu hổ nữa, lập tức lấy chân đạp vào thành cây. Lưng hắn tì vào phía đối diện, hắn lại dùng tay trợ lực, từng bước lết lên được phía trên. Trong chốc lát, phía dưới đã có đủ chỗ cho Ngọc chui vào. Ngọc vừa vào trong, sợi dây khi nãy lập tức quặn mình lại, che kín hốc cây như cũ. Trong hốc ngột ngạt, bức bí, lại có nhiều sâu bọ. Ngọc tuy giỏi võ nhưng lại rất sợ sâu. Nàng kêu la oai oái. Trong bụng Quyết, cụ Phạm lẩm bẩm, dẫn theo đàn bà thực là lắm chuyện. Quyết áng chừng nếu ở lại quá lâu, cả hai sẽ đều bị chết ngộp thở. Dù có lỗ thông ở trên nhưng lại quá cao, Quyết đành dùng cách cũ, lần mình leo lên trên. Ở phía dưới, Ngọc cũng cắn răng trườn lên theo hắn. Cả hai bò được một hồi lâu mới lên trên ngọn cây. Quyết vừa thò đầu ra khỏi thân cây đã thấy gió thổi dữ dội. Hắn kinh ngạc thầm nghĩ, ở trên này thực không ngờ gió mạnh như vậy. Quyết chui hẳn người ra khỏi gốc cây, hắn cúi rạp người xuống để tránh gió thổi. Một lúc sau, Ngọc cũng thoát khỏi hốc cây. Quyết hỏi, cô có sao không? Câu này hắn hét lên rất to, bởi vì hắn sợ gió thổi lớn. Ngọc không nghe thấy rõ. Nào ngờ hắn thấy Ngọc nhìn sau chằm chằm, hỏi, làm sao mà ngươi hét to vậy? Câu này của Ngọc nói tuy nhỏ nhưng Quyết nghe thấy rất rõ ràng. Hắn thẹn thùng nói, gió thổi to quá, tôi sợ cô không nghe rõ. Ngọc đáp, gió nào? Quyết giật mình nhìn kỹ lại, thấy rõ ràng mái tóc dài của Ngọc không hề động đậy. Nàng mặc một chiếc dao lĩnh hẹp tay gọn gàng, nhưng tà áo buông thõng, nó không thể không tung bay nếu gió mạnh. Quyết thấy rõ ràng từng đợt gió đang thốc tới, tưởng muốn thổi tung hắn khỏi thân cây lớn. Tiếng rít dữ dội khiến hắn đau buốt tai. Quyết định thần lại, hắn chợt nhận ra đó không phải tiếng gió rít, mà là một âm thanh giống như tiếng thét giận dữ. Tiếng thét này không phải chỉ có một mà rất nhiều hướng khác nhau, chỉ có tiếng thét này hòa quyện với nhau giống như tiếng gió rít. Kỳ thực đó là một đêm lặng gió. Đột nhiên Quyết thoáng nhìn thấy một khuôn mặt người lửng lơ trong không gian. Khuôn mặt này chỉ thoát hiện rồi vụt tan biến mất. Chốc lát sau lại một khuôn mặt khác thoáng hiện ra. Quyết cả kinh nhìn quanh, chợt nhận ra xung quanh mình có một thứ ánh sáng mờ nhạt được phát ra từ hàng ngàn khuôn mặt kỳ dị. Những khuôn mặt kia đan xen lồng trộn vào nhau, lại liên tục di chuyển, nếu không để ý thì không thể nhận ra được. Ngàn vạn khuôn mặt kia dường như chỉ hướng vào một mình hắn mà hét. Quyết cả kinh chưa hiểu chuyện gì thì vụt một cái, một mặt người lao thẳng về phía hắn. Khuôn mặt này rõ ràng là của một đứa trẻ, có điều trông không bụ bẫm đáng yêu chút nào, mà là gầy gò tiều tụy, hai tròng mắt lôi hẳn ra khiến nó trở nên vô cùng kinh dị. Khuôn mặt ấy lao đến cách hắn vài gang tay liền biến đi. Quyết chỉ cảm thấy như một cơn gió nhẹ tạt vào thân mình. Ngay lập tức tiếng la hét càng dữ dội hơn, lại có rất nhiều khuôn mặt giận dữ khác lao vào hắn.
Nhưng bất cứ khuôn mặt nào khi tới gần, chỉ cách hắn vài gang tay thì lại biến mất. Có quá nhiều khuôn mặt cùng lao vào một lúc, nên Quyết cảm thấy như có luồng cuồng phong thổi về phía mình. Ngọc nhìn thấy đột nhiên người của Quyết siêu đi như sắp ngã, từng hắn có chuyện gì, đang định đỡ lấy thì giật bắn mình nghe thấy Quyết quát lên: "Các người điên à? Là ta đây." Ngọc trợn tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn nói gì. Giọng Quyết bây giờ không giống như bình thường, mà là đục khàn, đôi lúc ngập ngừng, khó khăn. Nàng lại nghe Quyết nói: "Ta tạm ở trong thân thằng nhóc này, các người muốn hại chết ta sao?" Tiếng nói này vừa dứt, Quyết thấy tiếng gió ngưng bặt, chỉ còn lại ánh sáng trắng vẫn vây lấy hắn. Nhưng các khuôn mặt bây giờ không còn giận dữ nữa, mà trở nên hiền hòa hơn. Nguyên là trên cây đa này, cụ Phạm đã trú ngụ không biết bao nhiêu vong hồn mà kể. Mỗi một chiếc lá đều là chỗ trú cho các vong hồn vật vờ tha phương. Những vong hồn này đều hết sức nể phục cụ Phạm, coi cụ là bậc cha mẹ sinh thành. Bởi vậy nên khi Quyết vừa ra khỏi thân cây, các vong hồn đã cảm thấy cụ Phạm đang giam hãm ở trong bụng Quyết. Chúng tưởng rằng Quyết làm việc gì mờ ám hại cụ Phạm, nên đã hợp nhau lại muốn đẩy Quyết xuống đất. Nếu trong người Quyết không có ma lực tự thân mạnh mẽ hộ vệ, thì vừa rồi đã sớm bị đám vong kia hại chết rồi. Ngọc đứng bên cạnh Quyết cũng chưa hiểu rõ về sự tình. Bây giờ nàng thầm nghĩ không biết Quyết có phải bị ma nhập hay không. Nàng thấy cử chỉ của hắn rất thất thường, giọng hắn lại như người bị vong nhập, khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng chợt giơ tay tát cho Quyết một cú như trời giáng, nghe chát một tiếng. Kể từ khi cụ Phạm nói rõ cơ sự, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ lùng. Tiếng động từ cái tát này vang lên, hiển nhiên đám vong hồn không thể không chú ý. Đám vong hồn này không hiểu sự tình bên trong, thấy Ngọc tát Quyết thì phẫn nộ vô cùng, cho là nàng đã mạo phạm cụ Phạm. Ngay lập tức mấy vong hồn lao tới muốn xô Ngọc xuống đất. Cả Ngọc và Quyết khi đó đang đứng trên thân cây cao, việc giữ thăng bằng đã khó, bây giờ nếu bị vong hồn xô đẩy thì không khéo ngã tàn xương. Quyết thấy thế liền giang tay gạt mấy vong kia ra, nào ngờ lại có thêm chục vong nữa lao về phía Ngọc, định hất ngược nàng ra sau. Trong lúc cấp bách, Quyết đành ôm chầm lấy nàng. Đám vong kia bị tấm thân Quyết chắn lấy mục tiêu là: một, không dám vọng động đến cụ Phạm; hai là muốn chạm đến cũng không được, lập tức phải tản ra. Đột nhiên Quyết thấy đau nhói ở nơi bộ hạ. Thì ra Ngọc không nhìn được đám vong kia, chỉ thấy Quyết đột nhiên lao tới ôm mình, chỉ có thể nghĩ tới chuyện Quyết bị vong nhập, tính tình thay đổi, tự nhiên muốn làm trò bỉ ổi, bèn thuận thế mà dùng gối thúc vào hạ bộ của hắn. "Đồ đê tiện!" Ngọc la khẽ. Đòn này Ngọc xuất ra chỉ dùng có hai phần công lực, nếu không đừng nói là một tên ăn mày gầy dơ xương, mà e rằng đàn ông khắp thiên hạ ai trúng cái đòn này cũng trở thành thái giám. Quyết trúng hai phần lực đó, lập tức ôm lấy hạ bộ quỵ xuống. Trong bụng hắn, cụ Phạm cười vang, làm cho hắn vừa đau vừa xấu hổ. Đám vong xung quanh thấy Quyết bị tấn công thì lập tức hộ vệ đẩy Ngọc xuống. Ngọc đột nhiên thấy một cơn gió mạnh tạt vào thân mình, nhất thời không tự chủ được ngã nhào xuống phía dưới. Quyết cả kinh dấn người theo định nắm lấy nàng, nhưng đã muộn. Bóng Ngọc thoát cái đã mất hút trong lùm cây, chỉ thấy tiếng cành lá sột soạt, tiếng động này xa dần rồi mất hẳn. Quyết vội vàng leo xuống. Có điều cây đa này vừa to vừa rậm, hắn càng vội vàng, da thịt càng bị cành cây cào vào. Chẳng mấy chốc, quần áo hắn rách tươm, mặt mũi lấm lem chảy sức. Lòng Quyết nóng như lửa đốt, nhưng không sao xuống đất nhanh được. Độ nửa canh giờ sau, Quyết mới xuống tới mặt đất. Hắn lập tức đốt lửa, dương mắt tìm quanh gốc đa một lượt. Gia đình Quyết làm nghề khâm liệm, nhiều lần hắn đã thấy những người trèo cao mà ngã chết. Những người như vậy hình hài rất là thê thảm. Hắn thoáng mường tượng ra cảnh thân thể Ngọc nát nhừ, máu me bè bét, không chừng không còn toàn vẹn, có khi lại vỡ đầu chảy óc. Hắn càng nghĩ thì càng đau xót, cuống quýt tìm kiếm. Bỗng Quyết nghe tiếng sột một cái, ở mé tà có tiếng động khẽ. Hắn quay người nhìn theo hướng ấy thì thấy lá cây khẽ động. Quyết lo rằng đám hổ binh đã tha Ngọc đi mất, liền vội vã chạy theo. Cơ thể của hắn đã trải qua đại nạn tảo táng, suốt đêm qua lại không được nghỉ ngơi, thành ra mới chạy được mấy bước đã muốn ngã quỵ, đầu của hắn nhức nhối, chỉ trực ngất đi. Trong bụng hắn, cụ Phạm la lớn: "Không được chạy theo, lỡ đó là kế của địch nhân." Quyết trong lòng chỉ nghĩ tới an nguy của Ngọc, liền bỏ ngoài tai, cứ nhắm hướng có tiếng động mà đuổi. Cụ Phạm thấy vậy lại quát: "Không được đuổi theo!" Câu này vừa dứt, Quyết thấy trong bụng quặn đau dữ dội, tựa hồ có ngàn vạn mũi kim đâm vào trong ruột gan hắn.
Có điều Quyết đang lo lắng, lại thấy tiếng động cứ xa dần, biết chắc rằng nếu mình dừng lại thì không thể nào tìm được Ngọc. Hắn cắn răng nhịn đau đi tiếp. Thực ra khi ấy Quyết đã quá mệt mỏi, cơn đau này phần nào làm cho hắn tỉnh táo hơn. Quyết chạy được một đoạn, lại thấy trên mặt đất một vật. Đó chính là con dao quý Ngọc vẫn mang theo bên mình. Quyết gượng cúi người nhặt lên. Con dao dường như sáng lấp lánh trong bóng đêm, bởi vậy Quyết mới dễ dàng nhận ra nó trên nền đất. Cụ Phạm thấy hắn không ngừng chạy về phía trước thì vừa la mắng vừa làm Quyết đau đớn, nhưng trước sau vẫn không thể làm Quyết dừng bước. Cụ Phạm tức giận quát lớn: "Dừng lại!" Tiếng quát vừa dứt, Quyết thấy chân tay run rẩy, tựa hồ như không thể cử động được nữa. Bây giờ tay chân lại như có một lực vô hình kìm hãm lại, giống như bị cùm xích, cử động rất khó khăn. Hắn nhất thời ngã ra đất. Một cơn đau nữa lại ập tới, nhưng Quyết không dừng lại, hắn vẫn cố bò lên mặt đất. Thật kỳ lạ, vật phía trước khi nãy còn di chuyển rất nhanh, nhưng khi hắn dừng lại thì dường như không còn di chuyển nữa. Quyết chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cách mình mấy trượng. Rồi hắn lại đứng bật dậy, nhưng thể xác mệt mỏi khiến hắn không thể nào gắng gượng được nữa. Hắn phải gập bụng mà bò về phía trước.